Kính chào quý vị các bạn đã theo dõi kênh YouTube Báo Dương Việt. Thưa quý vị, liên quan đến vụ quá trình điều tra vụ việc CEO Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng thì mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, trước đây từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Síp. Thông tin chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, trước đây từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Hằng còn có thêm quốc tịch Cộng hòa Ship. Liên quan tới việc này, luật sư Lưu Tuấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ cho rằng, nếu bà Hằng đang có hai quốc tịch và không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ theo quy định tại khoảng 2 điều 5 của Bộ Luật Hình sự, thì cơ quan tố tụng sẽ áp dụng Bộ Luật Hình sự của Việt Nam để xử lý. Bà Nguyễn Phương Hằng trước đây từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, tới năm 2010, bà Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng. Khi còn mang tên Nguyễn Thị Thành Tuyền, bà Hằng có quen một người tên DDG, đệ tử của Trương Văn Cam, tức là Nam Cam. Đến năm 1997, về sống với người đàn ông này tại một căn nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm sinh sống, bà Tuyền mua lại căn nhà này với giá 52 lượng vàng. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung với ông G, bà Tuyền thường bị đánh đập nên đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ ruột. Tới năm 1998, ông G buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên ông này và bà Tuyền đồng sở hữu và đuổi bà ra khỏi nhà. Sau đó, bà Tuyền đã tố cáo ông DDG. Khi vụ án Trương Văn Cam được điều tra, ông DDG bị xử phạt 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, Thông tin về quá trình điều tra vụ án của CEO đại nam Nguyễn Phương Hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin chính xác và mới nhất. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.